Giữa tâm điểm của vụ bê bối tình dục gây chấn động Nhật Bản, cháu gái của ông trùm nhạc J-pop quá cố Johnny Kitagawa vào hôm thứ Năm cho biết cô đã từ chức vai trò là người đứng đầu công ty quản lý tài năng mà chú cô đã thành lập. Kitagawa đã qua đời năm 2019 ở tuổi 87, bị cáo buộc lạm dụng tình dục hàng trăm bé trai và thanh niên trong nhiều thập kỷ khi còn đứng đầu công ty quản lý tài năng quyền lực nhất của ngành công nghiệp nhạc pop của Nhật Bản. Tại một cuộc họp báo, cháu gái của ông đã cúi đầu xin lỗi sâu sắc về những hành vi lạm dụng, cho biết thêm cựu thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng thập niên 1980 sẽ là người thay thế bà. Một số thành viên trong nhóm của Hiệp hội Nạn nhân tấn công tình dục trong cuộc họp báo cũng đã hoan nghênh lời xin lỗi, nhưng cho biết nó không thể xóa bỏ nỗi đau đã xảy ra cho họ. Họ cũng kêu gọi đổi tên công ty để không còn cái tên Johnny nữa.